cả nhà thân yêu. Ê cả nhà ơi, em cho mọi người xem trước mặt mọi người là hoa mặt trời ha. Nói chung vô tình thôi, đi ngang đây thấy hoa mặt trời quá trời đẹp luôn, thì em sẽ quay cho mọi người xem nha. Nhưng mà cái hoa mặt trời này nó chưa có nở nhiều. Đây mọi người thấy búp 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 quá trời không? Nè, búp còn rất là nhiều luôn á, chưa có nở hết đâu. Và nó cũng chưa có nở, giống như là nở nhiều quá thì thấy nó cũng không có được đẹp lắm. Đây, cái em này tươi xanh luôn. Nói chung vừa mới nở ra thì còn tươi xanh rất là đẹp nha cả nhà. Úi dồi ôi, vô tình thôi đi ngang đây thấy rồi cái cũng bệnh nghề nghiệp á, rồi quay luôn nha cả nhà. Ôi có con bướm nè, anh nhân Navia, con bướm giờ xíu à. Công nhận có hoa mặt trời nó cao hơn em luôn á cả nhà ơi, cao gì mà cao dữ vậy trời, cao hơn em luôn á nha cả nhà. Ở xa xa chính giữa có một cái cây nó cao ôi là cao luôn kìa. Đây. Ô, hôm nay nhỏ đi ngang đây vô tình. Vô tình gặp được cái hoa mặt trời này thì quay luôn. Vô tình vô tình. Nói chung chỗ này nó nhiều lắm nha cả nhà. Nè. Nguyên một dãy luôn, nhưng mà đi ra ngoài này nắng quá à. Từ khúc đằng này ha mà dài 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 tới đằng kia luôn kìa. Nhưng mà em sẽ không có quay nhiều đi lúc Mỹ đằng kia đâu. Em sẽ cho mọi người coi cái chỗ này thôi. Và em sẽ cho mọi người coi cái chỗ này nữa nè. Nè đứng chỗ này rất là mát luôn nha cả nhà. Trời ơi mát ơi là mát luôn á. Đây. Phong cảnh trong xanh. Đứng chỗ này mới mát thôi nha cả nhà ơi. Chứ mà chỉ cần bước ra ngoài ánh nắng thôi là rất là nắng, cái nắng của nó đó, cái ánh nắng của nó làm cho mình rất là nóng luôn á. Và đây, cái mà em cho cả nhà coi là cái này ha. Thì đây là một cái vàng bầu và vàng bí. Mỗi năm em đi quay á, thì lá nó rụng hết rồi, chỉ có trái thôi. Mà trái của nó thì rất là nhiều, xum xê luôn. Vô tình hôm nay đi ngang đây á, thì thấy nó mới có mấy trái le que à. Và còn lá của nó thì rất là nhiều ha cả nhà. Đây là trái bầu hồ lô. Nói chung đi cái ngày này thì thấy ít có mấy cái trái bầu trái bí này lắm nha cả nhà. Tại vì nó cũng chỉ mới vừa phát triển à, nó cũng mới vừa có trái à. Nè. Trái gì ta, trái nhỏ xíu à. Tức là nó chưa có lớn á. Này. Cái trái của nó còn nhỏ xíu à. Khi nào mà cái trái của nó lớn rồi á, thì mình mới thấy gọi là nó xum xê. Đây cái trái tí nẵng à, thấy cưng không? Em cho cả nhà coi cái trái tí nẵng à, thấy cưng ghê á, chút xíu 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 à. Và đây là trái bí nè. Trái bí cũng tí nẵng à. Ồ. Bầu thì thấy nó bự hơn trái bí nha, trái bí nhìn thấy nó tí nẵng à. Đây em thấy cái trái bí này ngộ quá nè cả nhà. Ôi ngộ quá à. Nó có hai lớp ha, ở trên này là màu vàng, ở dưới là nó có cái chân ngộ ghê á. Và cái trái này nó hơi lớn lớn này nè. Và sau một hồi em cho mọi người ngắm trái bí xong rồi em sẽ đi ra ngoài này, em thấy cái này ngộ quá em quay cho mọi người xem luôn nè. Em không biết cái cây này là cái cây gì. Mà trái của nó quá trời xum xê luôn mọi người ơi. Mà không biết có ăn được hay không ha. Nói chung trái của nó rất là nhiều mà cái cây thì nhỏ xíu à.
Ngộ ghê á, đây là lần đầu tiên em thấy nè. Nói chung thì em chụp hình lại đi, chút nữa về em sẽ dò từ điển. Chút nữa em sẽ về em sẽ lên Google em sẽ coi thì cái cây này cái cây gì ha, nhưng mà trái thì quá trời luôn. Ngộ quá à. Thôi bây giờ mình sẽ đi ngắm những cái chỗ khác tiếp nha cả nhà. Dạ đây, mọi người thấy chỗ này rất là quen thuộc không? Đây là cái công viên. Chỗ này rất là quen thuộc ha. Ngay chỗ này thì cũng hoa mặt trời rất là nhiều luôn, nhưng mà cái hoa mặt trời chỗ này á nó lại thấp hơn cái chỗ hồi nãy mà em quay nha cả nhà. Nè. Nhưng mà cũng còn búp rất là nhiều. Rồi, chỗ này nhiều quá. Đem cho cả nhà coi nghe, rất là nhiều luôn. Nè. Trời nắng, nắng dữ lắm, nắng luôn mọi người ơi. Nó nắng mà nó nóng. Quá trời nhiều luôn á. Bà ở đó cũng có một người giống em chụp hình kìa. Cái chỗ này là nó đẹp và nó nhiều hơn có chỗ hôm bữa em quay rất là nhiều nha cả nhà. Ôi quá trời đẹp luôn, tươi xanh luôn, nhưng mà do nắng quá trời nắng à, đứng đây quay có một chút xíu mà nó xây sẩm mặt mày luôn á cả nhà, quá trời đẹp. Một bên là hoa mặt trời, một bên là hoa hoa cúc đi ha, cho là hoa cúc đi, không biết phải hoa cúc không, ngắm là ngắm khí thế luôn, chụp hình là mỏi tay luôn á, nhưng mà nóng quá trời không có thể nào quay nhiều được rồi. Lên chỗ này đứng nghỉ mệt một chút, quá trời nắng. Em mà đứng ở ngoài em quay một cái nữa ha là một hồi chắc khỏi đi về luôn. Tại vì cái giờ này là cái giờ gọi là cao điểm, nó nóng dữ lắm, nóng luôn á. Không có ai mà đi tham quan ngắm cảnh cái giờ này đâu. Đâm ra mọi người thấy là rất là vắng. Cánh hoa nó còn tươi xanh luôn. Đây cái máy anh chụp hình, chỉ có những người mà mê quay phim chụp hình mới đi ra đi cái giờ này mà gọi là chụp hình thôi, chứ không có ai đi cái giờ này hết trơn, nó rất là nắng. Nắng chói đến nỗi mà không thấy cái gì đó, cái máy camera luôn á. Đây, đã đi đến cái khu vực màu đỏ rồi nè. Nói chung là do chói cái ánh nắng quá em thấy không có rõ nha cả nhà. Quay mà có bị mờ mọi người thông cảm nha.
không có thấy rõ để mà chỉnh cái camera cho nó gì ta, cho nó trong á. Quay đại đi về cắt sửa sao. Chối thì chối. Dạ đây em đã vô tới trong này em ngồi rồi nè. Em sẽ quay vòng vòng cái chỗ này cho mọi người coi ha. Công nhận mình ngồi chỗ này mình ngắm cái này nó cũng đẹp nữa nè cả nhà. Nói chung cái công viên ở chỗ này rất là rộng luôn á. Nhưng mà do là nắng quá mình không có sức để mình đi đâu. Đi một chút xíu là say sẩm mặt mày liền luôn á. Rất là nóng nha cả nhà. Cái ánh nắng của nó làm cho mình rất là nóng. Và chỗ này cũng rất là đẹp nè. Đó. Chỉ cần ngồi một chỗ thôi cũng ngắm chỗ này chỗ kia, nói chung là ba bên bốn phía thì mình ngắm chỗ nào cũng đẹp hết trơn á. Mà đi ra ngoài kia mà quay một cái rừng hoa ngoài đó là chịu không nổi đâu nha cả nhà, nó nóng dữ lắm. Đâm ra phải vô ngồi chỗ này thì nó mát vậy mình nhìn đó nó mới rõ hơn. Dạ thôi, hôm nay em cũng xin làm cái clip đến đây thôi nghe cả nhà. Nói chung nãy giờ đi vòng vòng quay cũng mất hết 30 phút rồi. Chỉ mới có 30 phút thôi là em đã hết thấy đường rồi đó. Say sẩm mặt mày à. Cho nên là thôi em cũng xin tạm dừng cái clip tại đây. Một lần nữa thì em cũng cảm ơn cả nhà thân yêu rất là nhiều đã bỏ ra cái thời gian quý báu xem video ủng hộ em nha. Dạ thôi thì em cũng xin kính chào tạm biệt mọi người. Em xin kính chúc tất cả mọi người luôn vui vẻ, mạnh khỏe, thân tâm thì luôn an lạc nha. Dạ thôi em xin kính chào tạm biệt mọi người và xin hẹn gặp lại vào video clip sau nha. Bye bye.